Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay, tôi sẽ nói với anh chị anh em một chút về cái lý do tại sao mà chúng ta cần phải được giải cứu. Dạ, phải có lý do. Và như tôi nói đó, nếu đem sự giải cứu ra khỏi Cơ Đốc giáo, thì nó chỉ là một tôn giáo trống rỗng mà thôi. Chả có cái ý nghĩa gì để tồn tại cả. Nếu đem sự giải cứu, sự ban phước và quyền năng Thánh Linh hành động ra khỏi Cơ Đốc giáo, thì dân Việt Nam chúng ta sẽ nói, thì anh đi nhà thờ, tôi đi chùa, khác gì đâu, như nhau, không khác gì. Nhưng nếu như trong hội thánh của Chúa có sự ban phước, có sự chữa lành, có sự giải cứu, có sự biến đổi, có sự đắc thắng, thì Cơ Đốc giáo là số một của thế giới này. Amen. Là niềm hy vọng cho toàn thể nhân loại. Amen, James. Amen. Là sự sống của tất cả chúng ta. Đó là điều mà chúng ta cần phải nói buổi sáng hôm nay. Dạ. Tôi và ông bà anh chị em sinh ra trong một thế giới tội lỗi. David nói rằng: mẹ tôi hồi thai tôi trong tội lỗi, sinh tôi ra trong gian ác. Tất cả anh em mình dù là khác nhau nhưng đều có một xuất phát điểm như nhau. Chúng ta đã bị quyền lực tội lỗi bắt làm nô lệ, không cách này thì cách khác. Và cảm tạ Chúa, khi Chúa gõ cửa tấm lòng mình, chúng ta đồng ý bước đến với Chúa Giêsu. Chúng ta đặt niềm tin nơi Ngài. Và đó bắt đầu một hành trình mới. Một hành trình mới. Tôi không nói rằng khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giêsu tất cả đều tốt, bắt đầu mọi sự đều ok. Không. Đây là giáo lý của Cơ Đốc giáo hiện đại. Giáo lý của Cơ Đốc giáo hiện đại nói rằng: anh cứ đến với Chúa Giêsu đi, tin đi, mọi sự đều ổn. Nhưng rồi sau đó người ta thấy không ổn chút nào. Tiếp tục những rắc rối, tiếp tục những điều nọ, điều kia xảy đến. Và có người nói: sao anh nói tôi ổn mà bây giờ không ổn? Sao anh bảo tôi sẽ bình an mà sao bây giờ nó vẫn không bình an? Cơ Đốc giáo hiện đại đã làm một điều gì đó để giảm nhẹ và nghĩ rằng nếu mình giảm nhẹ thì mình có thể kéo được người ta nhiều hơn đến với Chúa. Nhưng anh chị em, sự lừa dối đó có một tác dụng phụ. Nó giống như thuốc vậy đó. Uống vào đôi khi nó có tác dụng phụ, và nó khiến cho nhiều người thất vọng về niềm tin của mình. Thất vọng vì tại sao tôi đi nhà thờ, tại sao tôi vẫn tin, tại sao tôi vẫn đọc kinh thánh, tại sao tôi vẫn cầu nguyện, mà đời sống tôi không có gì thay đổi hết trơn. Có một điều gì đó còn thiếu trong giáo lý mà chúng ta giảng cho con người. Tôi muốn nói cái điều thiếu đó hôm nay. Anh chị em cùng tôi hãy mở Công Vụ Sứ Đồ chương 19. Và chúng ta hãy nói một chút về điều này để bổ sung cho những gì đôi khi anh em mình đang thiếu. Nhiều hội thánh đang thiếu. Và chúng ta không nhìn vào lời Ngài để tìm ra cái thiếu của chính mình. Chúng ta đang lẩn quẩn trong nan đề của mình, và chúng ta nghi ngờ tính đúng đắn của lời Đức Chúa Trời trong niềm tin mà chúng ta nghe. Phải không anh chị em? Nhiều người có tình trạng đó. Tôi cũng đã gặp nhiều người nói rằng: mục sư ơi, tại sao và tại sao? Tại sao cuộc đời của tôi như vậy? Tại sao tôi đến với Chúa, tôi rất trung tín mà không có gì tích cực cả? Anh em ơi, đây là tình trạng chung khiến cho hội thánh của Chúa trở nên yếu đuối. Hội thánh của Chúa thay vì
Có những con người tự do thì vẫn tràn đầy những con người còn sự trói buộc. Hội thánh của Chúa thay vì tràn những con người khỏe mạnh thì vẫn tràn đầy bệnh tật và nô lệ cho tội lỗi. Mặc dù đôi khi chúng ta phải cố che đậy bằng một hình thức nào đó, chúng ta không dám nói ra sự thật, sợ thế gian chê cười, sợ người đời dè biểu, nhưng chị em, sự thật phải được nói ra, sự tối tâm phải được bày ra, để chúng ta có cơ hội tiến đến sự tự do thật trong Chúa Giêsu. Amen chị em. Trong câu 19 tôi đọc anh chị em nghe nha. Chương 20 có lắm người trước. À phần câu 18-19, phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ. Người ta tính giá sách đó cộng là 50 đồng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồng ra, càng ngày càng được thắng. Rồi, tôi muốn tất cả anh em mình và những ai đang theo dõi Hội Thánh trên live stream chú ý đến câu kinh thánh này. Và tôi nói cho anh em chú ý mấy từ như sau. Câu 18 chép: phần nhiều những kẻ đã tin. Anh em nhắc lại giùm tôi: đã tin. Đã tin. Đã tin. Ok, không phải người mới, không phải người ngoài đường, mà người gì anh chép? Đã tin. Rồi, vế hai: đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Anh em thấy không? Đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Đã làm là nói về cái gì anh chị em? Quá khứ, đúng không? Những việc quá khứ, những việc mà trước khi họ tin họ làm, và họ biết rằng những việc đó là tội lỗi. Họ đến hội xưng. Họ đến đâu? Họ đến hội thánh. Họ đến với những sứ đồ. Họ đến với những người mang quyền năng của Đức Chúa Trời. Tại sao họ làm điều này? Anh chị em có bao giờ suy nghĩ không? Họ đã tin Chúa rồi cơ mà. Nếu như cơ đốc giáo hiện đại dạy rằng tin là mọi cái ổn, đúng không? Ngày xưa tôi, 30 năm trước tôi tin Chúa, họ cũng nói tôi như thế. Anh ơi, đến đây tin. Tin là tuyệt vời, mọi cái là thiên đàng. Nhưng tôi không thấy ổn chút nào. Tôi có thấy ổn đâu. Vẫn lờ khà lờ khờ, vẫn năm chìm bảy nổi, vẫn ba bữa nóng bốn bữa lạnh, không ổn chút nào. Cho nên chúng ta phải nhìn lại cái lý thuyết mà chúng ta giảng cho người ta, và cái điều sau khi người ta tin, mình phải nói gì cho họ. Như vậy thì tôi trở lại với câu hỏi: tại sao những người đã tin này phải đến xưng tội và bày những việc mình đã làm ra? Tại sao nào? Tôi xin thưa với anh chị em, nếu đời sống họ không rắc rối, họ không làm điều này, đúng không? Nếu như sau khi tôi đến tôi xưng: Chúa Giêsu ơi, bước vào lòng con, rồi tôi về, tự nhiên thiên đàng mở ra, ôi sướng quá, tuyệt vời, cái gì cũng ổn hết trơn, thì tôi đến tôi xưng tội làm chi? Tôi đến tôi bày tỏ những việc quá khứ của tôi lại làm gì? Thừa, không ai làm cái điều ngu xuẩn này cả. Nhưng anh chị em, sau khi họ tin, có một điều gì đó sục sạo trong đời sống của họ, có một điều gì đó bắt đầu hành động trong đời sống của họ, có một điều gì đó bắt đầu khiến cho đời sống họ bất ổn. Khó khăn hơn, xung đột bắt đầu, tội lỗi nó nổi lên và nó không cho họ ngủ. Họ không thể yên được trong lương tâm. Có một điều gì đó trói buộc, có một điều gì đó khiến cho họ không thể ngồi yên ở nhà. Họ phải nói: tôi phải giải quyết vấn đề này mới được. Và họ chạy đến hội thánh. Họ nói với các sứ đồ. Họ nói gì? Sứ đồ ơi,
Trước đây khi tôi chưa tin Chúa đó, tôi thù người này, tôi giết người kia, tôi lừa dối người nọ. Bây giờ tôi không chịu được điều này. Sứ đồ ơi, giải cứu giúp tôi. Rồi người khác lại đến nói, sứ đồ ơi, trước khi tôi tin Chúa tôi đọi bát nhang, tôi thờ lạy, tôi cầu hồn, tôi đánh số đề, tôi hỏi số đề, tôi nằm mơ, tôi coi bói. Bây giờ mấy cái thứ đó nó hành tôi, sứ đồ ơi, giải cứu tôi. Còn có người nói đến, sứ đồ ơi, tha cho tôi. Trước khi con tin Chúa thì con quan hệ tình dục phải nói trên 1,000 cô gái. Bây giờ cái đó nó hành tôi con. Con chịu không nổi, con ngoại tình, con tà dâm đủ kiểu hết. Bây giờ những thứ đó nó bức bối trong người, không chịu được. Con quỷ nó nổi lên, nó hành con suốt đêm, nó đè con trên giường, chịu không nổi. Sứ đồ ơi, giải cứu con. Có phải không anh chị em? Họ đến họ nói những điều đó. Họ đến họ trình ra những điều đó. Họ đến họ xưng ra những điều đó. Và quyền năng của Đức Chúa Trời giải cứu họ. Và sau khi giải cứu xong thì họ làm gì? Họ đốt tất cả sách vở của mình, mọi việc tà thuật, mọi việc ô uế, mọi điều gì mà nó chất chứa. Nếu ngày hôm nay mà đến xưng á, thì không chừng đốt tà thuật đâu, mà còn đốt các tạp chí Playboy, đốt những đĩa CD coi phim xét, đốt những cái thứ nọ thứ kia, và tính ra là đến 1,000 tỷ đồng. Năm muôn là còn ít. Nếu ngày nay mà làm thì nó đốt với cái đó, đốt hết. Vì những cái đó là những ổ quỷ trong đời sống con người. Sau khi tin rồi họ làm những điều đó. Và tôi gọi này là công tác giải cứu ở trong hội thánh. Tôi hỏi tất cả anh chị em trong khán phòng và những ai trên live stream, anh chị em có thấy các hội thánh địa phương ngày hôm nay làm điều này không? Có không? Nói thật. Không có làm. Không có. Chỉ đến tin, học giáo lý, làm báp têm rồi, ok, tuyệt vời, lên thiên đàng rồi nhá. Nhưng mà về nhà quỷ nó hành cho lên bờ xuống ruộng, lê lết cuộc đời đức tin của mình mà không biết tại sao. Đó là sự thật đang diễn ra. Cho nên buổi sáng nay tôi nói điều đó để tất cả anh em mình có một cách tiếp cận khác với niềm tin của mình. Anh chị em ơi, cái điều mà Đức Chúa Trời muốn thấy là muốn thấy đời sống của anh em tự do khỏi tội lỗi và ma quỷ, tự do thực sự. Và hãy nhớ lời tôi nói nè, chỉ một người tự do mới có thể giúp người khác. Có đúng anh chị em? Tay chân tôi bị trói hết trơn mà đòi đi giúp ai? Đó, bây giờ lấy xiềng lấy xích trói hết tay chân rồi, bắt đầu bảo tôi giúp người kia. Muốn lắm nhưng không làm được. Trói hết trơn rồi, ma quỷ nó trói hết rồi. Trói miệng, trói lưỡi, trói tay, trói chân, trói tất cả bằng tội lỗi của nó. Cho dù anh chị em đã tin Chúa rồi. Cho nên hãy hiểu cho nó đúng. Niềm tin của chúng ta chỉ là cái cửa thôi. Cái cửa để ta bước vào nhà của Đức Chúa Trời. Và trong nhà đó có rất nhiều phước hạnh. Trong phước hạnh đó có sự chữa lành, giải cứu. Chúa muốn chúng ta khi bởi niềm tin bước vào nhà Đức Chúa Trời thì hãy chạy đến cái kho phước hạnh đầu tiên, gọi là kho chữa lành giải cứu, để phục hồi con người của chúng ta. Và nhiều cơ đốc nhân ngày hôm nay không hiểu điều này. Cho nên tin thì có tin, nhưng chỉ đứng ở cái cửa thôi. À tốt quá, nhìn ngắm vô nhà Chúa đẹp thế, wow Chúa tuyệt vời thế, nhưng mà chỉ đứng ở cái cửa thôi, không bước vô. Và cuộc đời của chúng ta lẩn quẩn ở đó, có thể mất 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm, 80 năm, thậm chí có người đến lúc tắt hơi luôn. Chưa bước vô phước hạnh của Đức Chúa Trời.
Vì vậy anh chị em, sự giải cứu là rất cần thiết trong một vụ trăng bày mà Chúa Giê-xu đã đặt trên đất này. Có người chê nó, có người bảo nó không cần, tại vì người ta không hiểu được giải cứu để làm gì, chữa lành để làm gì, cho nên người ta không cần. Người ta không cần bởi vì người ta bịt tai, không nghe tiếng kêu thấu trời của dân sự Chúa ở bên dưới. Người ta không nghe, bịt tai không nghe. Và hôm qua tôi nghe một mục sư nói là có mục sư nọ, vài mục sư nọ nói rằng trăng bày khó quá, cho nên mấy con chiên bệnh, chiên què, chiên quỷ ám đuổi hết đi, chỉ giữ lại những chiên giàu có tỷ phú thôi cho nó dễ. Còn những chiên mà rắc rối đuổi hết ra khỏi thành. Hôm qua tôi vừa nghe nói như thế. Đây là một trào lưu mà chỉ chọn những người ok để trong hội thánh thôi, còn những người không ok đuổi hết. Trăng bày thế thì ai chả trăng được anh chị em, đúng không? Trăng bày như vậy ai chả làm được. Nhưng chúng ta là tôi tớ của Đức Chúa Trời, Ngài kêu gọi chúng ta đến để giúp đỡ người khác, giúp đỡ nỗi đau của người ta, giúp đỡ khi người ta rắc rối, giúp đỡ khi người ta bệnh hoạn, giúp đỡ khi người ta bị quỷ ám, giúp đỡ khi người ta gặp vấn đề. Chúa Giê-xu há chẳng nói với chúng ta sao? Ta không đến để kêu người công bình, ta đến để kêu những người tội lỗi, kêu những người có tội, kêu những người bị rắc rối, kêu những người bị quỷ ma hành hạ, kêu những người bị bệnh hoạn, bị nan đề. Chúa Giê-xu đến cho những người đó. Chứ không phải đến để lựa những người giàu có, những người thánh khiết, những người ổn định để tập hợp lại xung quanh Ngài. Anh chị em nhìn các môn đồ của Chúa xem, có người nào là ổn định không anh chị em? Không. Toàn là người bị bảy con quỷ ám đi theo, những người đỉ điếm đi theo, những người thâu thuế đi theo, những người bệnh hoạn đi theo, những người không nhà không cửa đi theo, những người bị xã hội ruồng bỏ đi theo, những người tổn thương cay đắng đi theo Ngài. Để làm gì? Để Ngài chữa lành cho họ. Amen chị em. Đó là lý do mà một vụ chữa lành giải cứu phải có trong hội thánh của Ngài. Còn nếu chúng ta phục vụ Chúa kiểu khác thì tùy. Nhưng mà tôi nói với anh chị em, nhiệm vụ mà Chúa Giê-xu đặt trên vai của những người khao khát phục vụ Ngài là hãy chữa lành thế giới này. Vậy thôi chứ không có gì hết trơn. Còn chúng ta muốn dễ dãi cho mình thì mình không làm những điều đó. Đúng rồi, chúng ta toàn tập hợp những người ăn mặc câm lê cà ra vát, sức dầu thơm gọi là xịn sò 3 triệu một lọ, rồi bắt đầu chúng ta hallelujah, rồi nửa tiếng chúng ta về, ok. Nhưng đó là việc chúng ta. Còn Chúa Giê-xu nói rằng thân của Chúa ngự trên ta, Ngài sức dầu cho ta để giảng tin lành cho người nghèo, Ngài sai ta để rịt những vết thương lòng, khiến cho kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, những kẻ bị hà hiếp được tự do, và thả những người trong tù ra khỏi ngục. Amen chứ. Đó là nhiệm vụ của Chúa. Cho nên sự chữa lành giải cứu là rất cần cho hội thánh hôm nay. Và tôi sẽ nói 3 điều, 4 điều. 4 điều này Satan thường dùng nhất để trói buộc con cái Đức Chúa Trời. Và khi tôi nói 4 điều này ra, anh chị em nào có, anh chị em nào trên mạng có, hãy ăn năn và xưng nó ra, giống câu 18 này được không ạ? Xưng ra, xưng tội mình ra, để rồi thần Chúa giải cứu anh em. Còn mình không xưng ra thì mình sẽ sống với nó. Điều đầu tiên mà tôi thấy á, thế giới này bị trói buộc là bởi sự xung đột, hận thù, tranh cạnh, cay đắng, va chạm, không tha thứ. Anh chị em mình ngồi đây, có ai trong chúng ta mà từ nhỏ đến lớn giờ
chưa phải va chạm với bất kỳ một sự xung đột nào không? Tôi nghĩ là không bao giờ có. Không đau đớn trong nhà thì cũng đau đớn trong trường học. Không đau đớn trong trường học thì thậm chí đau đớn trong hội thánh của mình, trong công sở mình làm, trong công ty chúng ta va chạm. Và Satan, anh chị em, nó thiết kế ra cái mạng lưới xung đột của nó để nó bẫy những con người vào đấy. Tôi gọi đó là gì? Cái bẫy của kẻ thù, miếng mồi của Satan. Khi anh em bước vào công sở, tự nhiên có hai ba người bắt đầu sầm xì, chê bai này nọ, rồi bắt đầu sự xung đột xảy ra, sự căm ghét xảy ra, sự xa lánh xảy ra, xa hơn nữa là sự nói hành nói xấu bắt đầu xảy ra, rồi xa hơn nữa là sự gì ạ? Cãi nhau, đánh nhau, đâm chém nhau. Ngày hôm nay chúng ta thấy điều đó ở ngoài xã hội lan tràn. Xã hội chúng ta sống là một xã hội của sự xung đột và hận thù. Tình yêu thương ít lắm. Tình yêu thương ngày càng giảm dần. Sự tin cậy nhau ngày càng giảm dần. Sự tử tế với nhau ngày càng giảm dần. Nhưng những xung đột, hận thù, tranh đấu, cay đắng đã gia tăng. Và thậm chí nó có thể len lỏi vào giường ngủ của các cặp vợ chồng luôn. Ngày hôm nay, giường ngủ các cặp vợ chồng hai cái lưng chạm nhau là rất thường xuyên. Anh em hiểu ý không ạ? Bình thường là ngủ hai mặt chạm nhau, nhưng bây giờ hai lưng chạm nhau, cong lại như hai con tôm thế này suốt đêm. Đó. Sinh ra một đứa con nữa thì nó không biết nằm ở đâu, không biết nằm đâu vì hai cái lưng cong này. Giờ nằm đâu? Đây là xung đột. Cho nên tôi đọc anh em một câu kinh thánh trong Gia Cơ chương 3 câu 14 đến 16 để chúng ta thấy là sự xung đột nó đến từ đâu, và mình nhận định vấn đề, và mình sẽ xưng những điều đó trong đời sống của mình cho em nhé. Câu 14 đến câu 16 chép như thế này: nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự không ngon đó không phải đến từ trên mà xuống đâu. Trái lại, nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Anh tìm thấy chưa? Từ đất, từ xác thịt và từ gì nữa? Ma quỷ. Cho nên ma quỷ nó dùng sự ghen tương, cay đắng, tranh cạnh, hận thù, không tha thứ, khích bác nhau, dè biểu nhau, khinh chê nhau, chà đạp nhau để cầm buộc con người. Anh chị em ơi, trong đời sống chúng ta, trong gia đình cũng như trong hội thánh, khi anh chị em có định kiến với một ai đó, có sự không hài lòng với một ai đó, có sự cay đắng với một ai đó, là anh em biết không, anh em đang nộp linh hồn mình vào cái bẫy của Satan. Đôi khi mình nghĩ là làm gì có bẫy ở đấy, đây là cá tính của tôi, đây là tôi thích sống như vậy đó. Nhưng mà dù anh chị em có nói gì thì nói, anh chị em vẫn ở trong cái củi của Satan. Cái củi đó tôi gọi là củi của xung đột và hận thù. Ngày hôm nay tà linh của sự xung đột hận thù nó lan tràn khắp thế gian, và nó cũng không từ chối lan tràn vào hội thánh của Đức Chúa Trời. Anh em đừng tưởng nhé, hội thánh của Chúa là toàn những con người gọi là tuyệt vời. Không có đâu. Vẫn có những xung đột trong đó, vẫn có những cay đắng trong đó, vẫn có những cái sự bất mãn trong đó. Tôi bất mãn mục sư của tôi bất mãn trưởng nhóm của tôi bất mãn người anh em này của tôi không muốn thấy mặt người anh em này trong hội thánh đi nhóm. Và khi anh em nuôi dưỡng tư tưởng đó, một thời gian sau anh em sẽ bắt đầu lìa khỏi hội thánh và đi hội thánh khác.
Anh em bước vô hội thánh khác, anh em tưởng rằng mình đã thoát khỏi cái bản mặt đáng ghét của cái thằng kia rồi. Nhưng một thời gian sau thì con quỷ trong anh em nó nổi lên, anh em lại bất mãn với một người khác trong hội thánh vừa mới đến. Rồi sự bất mãn đó gia tăng rồi anh em lại nói: ôi sao lạ kỳ vậy nè, ta ghét cái bản mặt của thằng này. Anh em đi hội thánh thứ ba và anh em nói: chắc là mình thoát khỏi hai cái bản mặt kia rồi. Nhưng mà đến thì nó lại xuất hiện một bản mặt khác. Hóa ra anh chị em, cái cục cứt gà nó không ở người đó, nó ở trên lỗ mũi của anh em. Anh em hiểu ý không ạ? Có một người chui vô chuồng gà và dính cục cứt gà trên mũi. Anh em nói: sao hôm nay thúi mùi cứt thế nhờ? Tại sao ở đâu mùi cứt, ở đâu thúi vậy nè? Chùi rửa tất cả và đi đâu cũng thấy mùi cứt hết. Và người đã nói: cả thế gian này đầy cứt gà, ai cũng xấu hết, ai cũng thúi tha hết. Mà hóa ra bãi cứt nằm trên mũi của mình. Tôi gọi đó là sự trói buộc về lòng hận thù, cay đắng, tranh cạnh chính bên trong. Nếu ngày hôm nay anh em không giải quyết điều đó, anh em đi tới đâu cũng bị ma quỷ điều khiển thôi, cũng tranh cạnh thôi, cũng xung đột thôi. Và điều này làm giảm chất lượng cuộc sống của anh em. Và điều này khiến anh em không thể phục vụ Chúa được. Và điều này cũng khiến cho anh em không thể vận hành trong ân tứ thánh linh được. Mọi ta lăng Chúa ban cho anh em chỉ chôn thôi, không làm gì được hết. Anh em sống một cuộc đời giới hạn, thất bại, đau đớn, khổ sở mà không biết tại sao. Anh em à, anh em cần được giải cứu khỏi linh xung đột, hận thù. Đó là điều Chúa Giêsu đã đến. Ngài đến để đem lại sự hòa bình cho mọi tấm lòng. Đó là tà linh thứ nhất. Tà linh này rất mạnh sức. Tà linh này rất mạnh sức, tôi nhắc lại với anh chị. Cho nên buổi sáng nay anh chị em mình phải kiểm tra tấm lòng nha, kiểm tra tấm lòng mình. Xem thử nè, không phải hiện tại đâu, mà đôi khi mình phải kiểm tra 5 năm trước, 10 năm trước, 20 năm trước, mình có cay đắng tột cùng một người nào không. Và mình tưởng rằng hôm nay chắc thời gian nó chữa lành mình. Không đâu, không bao giờ. Nó vẫn nằm trong đó, nọc độc vẫn ở trong đó. Chỉ có điều nọc độc này bây giờ nó không phát tán với người đó, nhưng nó phát tán với tất cả những người xung quanh. Và anh em cảm thấy sao? Mình không có mối quan hệ tốt nào với tất cả con người nha. Mình cứ đặt mối quan hệ với ai thì sau 2-3 tháng lại xung đột nha. Mình cứ làm bạn với ai thì sau 2-3 tháng lại đổ vỡ nha. Anh em biết không, tà linh đang hành động đó thôi. Anh em cần trở về với 20 năm trước. Anh em phải thưa với Chúa: Chúa ơi, con đã từng hận thù người này, con đã từng cay đắng người này, con đã từng mở cửa cho tà linh bước vào lòng con mà con không biết. Bây giờ Chúa, con xin ăn năn. Con xin trước mặt Chúa, con tha thứ cho anh này, con tha thứ cho chị kia, con giải phóng linh hồn họ và giải phóng chính linh hồn con, con đón nhận sự tự do. Amen chứ. Phải làm điều đó, phải làm điều đó. Đó tôi gọi là đến xưng tội mình đã làm với Chúa. Điều thứ hai, một loại tà linh thứ hai, đó là sợ hãi và phiền muộn. Sợ hãi và phiền muộn. Cuộc sống chúng ta đôi khi mình không chọn ba mẹ mình sinh ra mình, mình không chọn gia đình để mình làm thành viên, mình không chọn đất nước, thành phố mình được làm công dân, đúng không anh chị? Cái đó là một cái gì đó mặc định mà mình sinh ra đã gặp rồi. Cho nên có nhiều anh chị em trong chúng ta đã sinh ra trong những gia đình mà có những người cha nghiện ngập, có những người cha bạo hành, có những người cha hung tợn,
Và trong tâm lòng non nớt đó, rất sợ, rất kinh khiếp khi những buổi chiều chứng kiến cha mình đánh mẹ mình, hoặc là chứng kiến những trận đòn mà trên trời rơi xuống. Ông làm vô 2 lít là ông đè tất cả đứa con ra ông đánh. Và sự sợ hãi đó đã bước vào tâm lòng non nớt. Và đến tận hôm nay, khi anh em đã lớn, đã có vợ có chồng, có gia đình riêng, nhưng những ám ảnh của quá khứ chưa bao giờ lìa khỏi tâm thức của anh em. Có những người như vậy. Cũng có những người vì công ăn chuyện làm, anh chém đi và gặp những tai nạn bất ngờ, xe cộ hay là sóng gió bão tố, và những điều đó đã nhập vào linh hồn của mình, khiến cho bây giờ mỗi lần mình lên xe mình đi là cứ nghĩ chắc là sẽ gặp tai nạn tiếp theo đây, sợ hãi. Cũng có những người sợ bóng đêm, sợ ma. Cũng có những người sợ thất bại. Cũng có những người sợ không được yêu thương, sợ không được nhìn nhận. Thậm chí có những người sợ tương lai, sợ đủ thứ hết. Và sự sợ hãi đó nó làm cho đời sống anh chị em lúc nào cũng co mình lại với sự phiền muộn và không thỏa lòng. Anh em không dám bắt đầu một cái gì hết bởi vì sợ hãi. Và tệ hơn nữa anh chị em, có những người sự sợ hãi nó còn đi cả vào trong giấc ngủ nữa. Anh em có chứng kiến điều đó không? Mỗi đêm ngủ thì luôn luôn có thấy những người rượt đánh, những người cầm dao, cầm búa rượt mình đánh. Có những ác mộng, có những kinh khủng, mà thức dậy một cái là mồ hôi toát đầy mình đầm đìa. Và đó không phải là những đêm bất chợt, mà nó có thể kéo dài hàng đêm, hàng tháng, hàng năm trời. Và đời sống chúng ta đôi khi bị dẫn đến sự trầm cảm, tự kỷ và nhiều điều khác xảy ra mà mình không biết tại sao. Anh chị em, tà linh sợ hãi, theo như tiên tri T.B. Joshua nói, đó là tà linh còn độc ác hơn cả chính Satan. Độc ác hơn cả chính Satan, mà tiếng Anh là spirit of fear, linh sợ hãi. Tà linh này có thể nhập vào bất cứ người nào khi mở cửa cho nó. Vì sao? Vì Satan thiết kế ra những hoàn cảnh, thiết kế ra những môi trường để cho tà linh sợ hãi có thể bước vào một con người, bằng cách tạo ra những xung đột trong gia đình, tạo ra những cái sự hài hít một cách bậy bạ trong xã hội, như là lạm dụng tình dục, hiếp dâm. Tất cả mọi thứ đó không phải là vô tình, Satan thiết kế ra để nó có thể bước vào đời sống một con người. Bởi vì lúc anh em hoảng sợ là lúc tâm hồn anh em mở cửa. Nhiều cái lắm. Và khi nó đã bước vô, con người ta sống với sự sợ hãi mà không thể thoát được. Tôi nói những lời đó để kêu gọi anh chị em, giống như trong Thi Thiên 34 câu số 4. Anh em mở Thi Thiên đó sẽ thấy chính tác giả của Thi Thiên này nói điều gì. Tác giả Thi Thiên này nói điều gì? Tác giả Thi Thiên này kêu lên: Đức Chúa Trời ơi, hãy giải cứu con khỏi những điều sợ hãi. Đúng không? Giải cứu con khỏi những điều sợ hãi. Thi Thiên 34 câu số 1. Cho nên sợ hãi là một công cụ mà linh Satan đã làm để trói buộc con người và khiến cho chúng ta tê liệt hoàn toàn. Anh chị em biết cái người bị tê liệt không? Cái người mà bị tê liệt tay chân á, nó không làm được gì hết. Người ta gọi là sống thực vật. Ăn cũng có người đút, tắm rửa cũng có người lo, giường chiếu ngủ cũng có người dọn cho. Tê liệt mà. Thầy tôi nói anh chị em nè, con cái Chúa mà bị linh sợ hãi cầm buộc á, nó y như là người bại liệt thuộc linh vậy đó. Không nhúc nhích, không dám làm một cái gì, lúc nào cũng có cái từ sợ. Nhưng Chúa Giê-xu thì khuyên chúng ta sao anh em?
đừng sợ nhưng chỉ tin mà thôi. Đừng sợ nhưng chỉ tin mà thôi. Chính Đức Giê-hô-va cũng nói cho Giô-suê: ngươi hãy can đảm, vững lòng, bền chí. Chính sứ đồ Phao-lô cũng khuyên Ti-mô-thê rằng Đức Chúa Trời không ban cho anh em một tâm thần nhút nhát đâu. Cái chữ đó nó cũng có đồng nghĩa với sự sợ hãi đó. Không ban cho anh em một tâm thần nhút nhát đâu, bèn là một tâm thần mạnh mẽ và đầy tình yêu thương. Cho nên Chúa Giê-xu đến thế gian để giải cứu chúng ta khỏi mọi điều sợ hãi. Ngày hôm nay tôi nói những lời đó để kêu gọi tất cả anh chị em trong khán phòng này và những anh chị em trên live stream, hãy kiểm tra đời sống của mình. Liệu có điều gì đó từ trong tuổi thơ, từ trong quá khứ, từ ở trong gia đình, từ ở trong cuộc sống, trong công việc, mà nó đưa anh em đến sự trói buộc bởi linh sợ hãi hay không? Hiện nay anh chị em đã là con cái Chúa, có đang sống trong sự sợ hãi điều gì không? Hãy xưng ra, bẻ gãy và từ chối nó. Amen anh chị em. Hôm nay Chúa sẽ giải cứu anh chị em. Điều thứ ba tôi muốn nói, một con quỷ khác cũng không kém phần tàn độc đối với đời sống chúng ta, đó là tình dục bất hợp pháp. Thế giới hôm nay tôi thấy có nhiều người có một đời sống tình dục như con gà chọi vậy đó. Tôi gọi là tình dục kiểu gà. Bởi vì trên núi tôi có nuôi con gà trống, bà xã tôi có nuôi con gà, tôi để ý tôi thấy gà trống to lắm. Và nó có thể quan hệ tình dục với bất kỳ con gà mái nào đi ngang qua mặt nó. Tôi quan sát tôi thấy thế, cho nên tôi gọi là tình dục kiểu gà chọi. Và nhiều người trong chúng ta có thể bây giờ không còn, nhưng trong quá khứ đã từng sống đời sống tình dục gà chọi kiểu đó. Có thể quan hệ với bất kỳ người nữ nào mà thế giới này bày đặt, bày vẽ ra một cái từ mỹ miều là tình một đêm. Nghe nó vẻ đẹp đẹp nhưng thật sự quỷ ma không? Quỷ ở đó. Quỷ ở đó. Sự quan hệ tình dục ngoài hôn nhân bất hợp pháp, quan hệ tình dục mà cái sự loạn luân kiểu đó, loạn pháp kiểu đó, là cách thức mà linh tà dâm bước vào một con người và trói buộc họ mà họ không biết. Satan đã thiết kế ra và nó đã sử dụng một cái công cụ mà Đức Chúa Trời tạo. Đức Chúa Trời tạo ra tình dục, khói lạc tình dục cho con người là để vui hưởng trong hôn nhân. Ngài định cho một người nam có một người nữ gọi là vợ của mình. Ngài định cho một người nữ có một người đàn ông gọi là chồng của mình. Và Đức Chúa Trời thiết kế tình dục ra để họ vui hưởng điều đó trong hôn nhân và sinh ra con cái để duy trì nòi giống của mình. Cái điều đó tốt đẹp không anh chị em? Rất tốt đẹp. Nhưng Satan nó đem cái điều tốt đẹp đó của Đức Chúa Trời, nó nói với con người rằng: mày vui hưởng khói lạc đi, mày hãy sống như con gà đi, đừng sống như con người, sống như con ngựa, con chó người kia đi, đừng sống như con người. Nhưng mà nhiều người lại nghe bảo: nó nói đúng, có lý, bây giờ ta sẽ sống như con gà. Và người đó sẵn sàng quan hệ tình dục với bất cứ người nào. Và anh em biết không, có một lẽ thật được ghi trong Kinh Thánh: khi hai người quan hệ với nhau thì cả hai trở nên một thịt. Và mọi con quỷ nào có trong người nữ sẽ chuyển sang người nam, và mọi con quỷ nào có trên người nam chuyển sang người nữ. Đó là lý do trong thế gian có những trường hợp những doanh nhân làm ăn tốt đẹp rồi chè chén tăng hai tăng ba, đi quan hệ với gái điếm về là phá sản toàn bộ gia nghiệp của mình. Người đời gọi là ông này gặp đen, vận đen. Nhưng mà đen cái gì? Quỷ tà dâm nó vô nó phá thôi. Toàn bộ những con quỷ giữa người nam người nữ được mix với nhau.
Một người đàn ông đang rất bình thường, tôi đúng là nó nghe lời chứng rồi. Nghe cái cô gì đâu ơi, đây là cô đến hội thánh cô kể. Mục sư ơi, giải cứu giùm chồng của tôi. Bảo sao giải cứu? Ông chồng tôi, ông làm nghề xây dựng. Ông đi rồi ông nghe bạn bè ông quan hệ với gái điếm. Rồi bây giờ ông về là khả năng tình dục của ông là và vua Minh Mạng phải gọi bằng cụ. Ngày đêm. Và giống như một người loạn vậy đó. Không quan hệ tình dục là sống không được. Nó biến con người đã thành như con thú vật. Và bà vợ chịu không nổi. Không thể chịu đựng được một người đàn ông thô bạo như vậy, kinh khủng như vậy, mới đến hội thánh cầu cứu. Tại sao trong 5 phút, trong tích tắc có thể biến một người thành một quái thú như vậy thưa anh chị em? Tôi nói anh chị em, đó là quỷ dâm dục. Quỷ dâm dục. Và đời sống tình dục bất hợp pháp này, nó có thể đưa con người ta vào vô số những điều tồi tệ trong đời sống. Tâm trí bạo lực, suy nghĩ tiêu cực, ô uế, rồi chưa kể những cái vấn đề trên phim ảnh là coi cũng như con người đó có thể là tàn tạ luôn, về cả thân hồn linh thể xác luôn, tàn tạ. Anh chị em à, tôi nói điều này để cảnh tỉnh chúng ta. Chúa không muốn chúng ta luôn tuồng đâu. Trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 4 câu 3 đến câu 8 chép như thế này, tôi đọc anh chị em nghe, để cho chúng ta phải hết sức tỉnh táo với đời sống của mình. Chương 4 câu 3 đến câu 8. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế. Mọi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ xa vào tình dục luôn tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời. Chớ có ai phỉnh phờ anh em mình hay làm hại anh em bất cứ việc gì, vì Chúa là đấng báo oán những sự đó, như chúng tôi đã nói trước cùng anh em và đã làm chứng cho. Bởi chưng Đức Chúa Trời chẳng gọi chúng ta đến sự ô uế đâu, bèn là sự nên thánh vậy. Cho nên ai khinh bỏ điều chúng tôi nói thì không phải khinh bỏ người ta đâu, bèn là khinh bỏ Đức Chúa Trời là đấng ban thánh linh của Ngài trong anh em. Anh em thấy không? Lời Chúa nói rất rõ. Ngài kêu gọi chúng ta đến sự nên thánh. Và một trong những sự nên thánh đó là gì? Đừng có đời sống tình dục luôn tuồng. Tôi tin và tôi hy vọng rằng tất cả anh em mình là người tin Chúa ngồi đây cũng như ở trên mạng đã không còn sống một đời luôn tuồng nữa rồi. Không còn nữa rồi. Tôi hy vọng và tin điều đó. Tuy nhiên nha, tôi nói điều này để anh chị em mình kiểm tra. Anh em kiểm tra xem, trước khi tin Chúa, mình đã từng vì sự thiếu hiểu biết, vì sự cám dỗ, đã từng sống một đời sống tình dục luôn tuồng hay không? Và điều đó anh em đã xưng ra và được giải cứu chưa? Cái sự này bây giờ nó có đến, nó quấy rầy tâm trí, quấy rầy cảm xúc, nó quấy rầy cặp mắt, nó quấy rầy đôi tai, nó quấy rầy suy nghĩ anh em không? Nếu có, nếu còn, thì anh em vẫn cần được giải cứu. Giải cứu. Con quỷ vẫn nằm đó. Con quỷ dâm dục vẫn nằm đó. Anh chị em ạ, đây là điều thứ ba. Chúng ta suy nghĩ nha. Và chút nữa mình sẽ cầu nguyện. Điều thứ tư là điều cuối cùng. Và chúng ta sẽ cầu nguyện thôi. Xã hội chúng ta, đất nước chúng ta là đất nước có một nền văn hóa rất là phức tạp. Nó không có định hình. Không có định hình gì. Ví dụ như tôi đã từng sang Miến Điện rồi. Tôi từng sang Mã Lai, Indo. Những cái đất nước đó tôi quan sát, tôi thấy cái nền văn hóa của họ nó rất đồng nhất. Ví dụ như Miến Điện là Phật giáo không. Wow,
đi hai bước là có cái chùa, ba bước có cái chùa, ra đường là sư sải đi đầy đường. À, trường học cũng nằm trong chùa, cơ quan gì cũng đôi khi là bao quanh ở trong chùa hết, chùa chiền khắp mọi nơi. Thì tôi gọi Myanmar là đất nước gì? Phật giáo. Và Lào cũng vậy, rồi Indo thì Hồi giáo, Ma Lai cũng Hồi giáo, đi đâu cũng thấy thấy là đền Hồi giáo hết. Nó định hình cái văn hóa vậy, văn hóa về tôn giáo đó. Nhưng đất nước chúng ta đó anh chị em, Chúa Trời tạo ra và cho phép nó rất đặc biệt. Đất nước Việt Nam chúng ta là gì? Tổng hợp. Tổng hợp có nghĩa là cái gì cũng thờ đó. Hiểu không ạ? Việc người Việt chúng ta là cái gì cũng thờ. Gốc cây cũng thờ, hòn đá cũng thờ. Và có một cái đạo, đạo tổng hợp thờ tất cả các ông, trong đó có cả Chúa Giê-xu luôn. Thờ hết. Từ cổ chí kim list xem ông nào mà có vẻ thánh thánh là thờ. Đấy là cái văn hóa của dân tộc chúng ta. Tôi gọi là gì ạ? Gọi là đạo lung tung. Đạo lung tung. Đạo lung tung. Gặp đâu thờ đó. Cái đó nó cũng có cái hay. Nó có cái hay ở chỗ là gì? Khi chúng ta giới thiệu một Chúa Giê-xu tuyệt vời, thì họ sẽ bỏ hết tất cả cái không tuyệt vời kia, chạy đến với Chúa. Dễ lắm. Đúng không ạ? Mấy ông linh tinh kia, tốn chuối tốn gà có được cái gì đâu. Thật ra tốn chuối tốn gà mệt lắm. Nào là ngày rằm, nào là ngày 30, nào là 23, 24. Ngày xưa tôi chưa tin Chúa, tôi nói nó khổ vì cái những cái chuyện đó. Tôi nói mấy ông này ở đâu mà lắm thế, ăn uống lung tung cả lên mà mình mệt rồi mà chả giúp ích gì được vậy. Ngày xưa tôi cũng nản mấy ông này lắm rồi. Thì cái văn hóa tôn giáo của chúng ta như thế, cho nên nó khiến cho dân tộc chúng ta vô tình vì sự thiếu hiểu biết mà sa vào rất nhiều những cái bẫy khác nhau với Satan. Tôi gọi đó là những sự kết ước, hứa nguyện, giao ước, giao tiếp, giao thông, liên kết với ma quỷ. À, anh em hiểu không? Ví dụ một người lấy mấy cái gì đó, mấy cái miếng gì ở cái hòm của người chết để lên đây, rồi bắt đầu tôi thấy người ta là đọc cái gì đó, bắt đầu cái miếng đó nó chạy, rồi nó chỉ ra mấy con số, đúng không? Chạy mấy con số, rồi bắt đầu thích cái đó, làm cái đó sâu hơn. Và anh em biết không, tất cả những người ngồi xung quanh đó và kể cả cái người ngồi cầu đó liên kết với ma quỷ hết. Liên kết hết. Có một mối liên kết. Rồi hầu đồng bói khóa, bùa chú, lập điện thờ, khấn vái, hứa nguyện. Rồi thấy ở Phan Rang có cái ông kia hay, ông chàm này hay, vô xin bùa về để cho người yêu nó yêu mình hơn. Phải không ạ? Rồi làm ăn thấy ế quá, vô xin bùa về, chủ khách nó đến quá đông. Rồi khi khách nó tàn rồi thì bắt đầu là xin tiếp. Mỗi lần vô xin thì ông thầy ông bảo hứa cái gì đó. Anh em có chứng kiến điều đó không? Ông hứa là mỗi năm nha, phải vô đây cúng một cái lễ. Đúng không? Không có ông thầy đạo nói câu đó. Nhưng vì người Việt Nam chúng ta là cái người mà họ hứa rất là nhiều. Họ hứa đó, hứa, tức là hứa không làm đó, gọi là họ hứa. Cho nên nghĩ rằng mấy cái ông linh này thì mình cứ hứa đại rồi mình được rồi mình chạy, ông có đâu, ông có dí theo mình đâu. Nghĩ đơn giản như vậy và bắt đầu cứ hứa. À được mà, được cứ đi, cứ cho tôi làm ăn được đi thì hàng năm tôi cúng mà, tôi cúng. Nhưng cúng được 2 năm rồi, sang năm thứ 3 bảo thôi tốn kém quá, thôi khỏi cúng nữa. Anh em biết điều gì không? Quỷ bắt đầu nó hành anh chị em, nó cướp con của anh chị em, nó cướp gia tài, cướp sức khỏe, cướp tất cả mọi điều. Tại sao nó cướp được? Vì anh chị em đã phá giao ước với nó, gọi là phá hợp đồng. Anh em hiểu ý không? Phá hợp đồng. Khi anh chị em làm một hợp đồng thuê nhà mà nếu anh em vẫn giữ cái hợp đồng đó, vẫn đáp ứng mọi điều kiện với hợp đồng đó, chủ nhà không có quyền thưa kiện về anh em hết á, đúng không? Nhưng khi anh em phá hợp đồng, không đóng tiền, trễ tiền nha, kiện anh em ra phường được không?
ra tòa ma quỷ giống y như vậy. Giống y. Cho nên người Việt chúng ta là một cái văn hóa tôn giáo tổng hợp, cho nên đã bị ma quỷ, đủ loại ma quỷ nó lừa. Và nhiều người dính vào, dính vào bùa chú, dính vào hứa nguyện, dính vào tà thuật, dính vào bói khoa, bói toán, dính vào hầu đồng, dính vào cầu cơ, dính vào điện nọ điện kia, tùm lum hết. Và anh em đến tin Chúa, anh em nói Chúa Giêsu ơi, con tin Ngài. Và anh em nghĩ rằng chắc là xong hết rồi. Nhưng xin thưa với tất cả anh chị em, chưa xong. Chưa xong. Khi một giao ước đã ký mà không nhờ một đấng cao hơn để hủy bỏ giao ước đó thì anh em vẫn chưa xong. Nếu anh em chưa được giải cứu, chưa được bẻ gãy, chưa được phá bỏ giao ước với ma quỷ, dù chỉ một lời hứa nguyện thôi, dù chỉ một sự kết nối với nó thôi, thì công việc giải cứu vẫn phải còn. Chưa xong đâu, nó vẫn hành anh chị em đó thôi. Bây giờ tôi đọc cho anh chị em nghe vài đoạn kinh thánh nói về điều này nha. Và chúng ta sẽ thấy được vấn đề của mình. Và kiểm tra lại xem, trước khi mình tin Chúa, mình có đến những chỗ đó không? Mình có làm điều gì liên quan không? Mình có khấn vái điều gì không? Mình có thấy con mình khó nuôi quá, cho nên đem đến cái chỗ kia, nó khóc suốt đêm, đem đến, ôi giúp cho con của tôi đi, cho nó ngủ yên đi, thì mai mốt nó lớn lên rồi ông muốn làm gì, nó làm tôi dâng hết cho ông đó, ông ban phước cho nó. Hóa ra cái ban phước gì đâu, nó tóm cổ còn nhỏ rồi nó nói được, nó thuộc về tao. Thế là con cái anh chị em thuộc về nó, mà mình không biết, không biết gì cả, ngây thơ quá. Rồi Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 18 đến 20 tôi đọc cùng anh em nghe nha. Cái này là dính rất nhiều người Việt Nam chúng ta nè. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 18 đến 20 dính rất nhiều nè. Tôi đọc anh em nghe nha. Anh em chú ý nha. Hãy xem dân Israel theo phần xác. Những kẻ ăn thịt con sinh tế há không thông đồng với bàn thờ sao? Nói vậy có ý chi của cúng thần tượng có giá trị gì và thần tượng có ra gì chăng? Chắc là không. Nhưng đồ người ngoại đạo cúng tế là cúng tế các quỷ chứ không phải cúng tế Đức Chúa Trời. Vậy tôi không muốn anh em thông đồng với các quỷ. Có anh em nào trong chúng ta đã từng vô miếu ngồi ăn không? Vô miếu ngồi nhậu không? Anh em nhậu với quỷ đó mà không biết. Nhậu với quỷ mà không biết, tưởng mình cao tay lắm cho nên quỷ nó tha ăn thoải mái, nhưng không phải đâu. Khi chúng ta ăn đồ cúng tế, tham dự vào những chỗ cúng tế, tham dự vào những chỗ như là lên đồng, lên cốt, cầu hồn, cúng ngày rằm, cúng gì đó, tôi nói đủ thứ, quỷ cô hồn gì đó không biết nữa. Mà ngày hôm nay nó có cái trật là gì anh chị em? Đi giật cô hồn về ăn đấy. Tức là giật quỷ về nhà mình. Mà không biết, tưởng hay lắm. Anh chị em ơi, lời Chúa nói rằng khi mình tham gia vào cái đó, mình thông đồng với các quỷ, có nghĩa là mình với quỷ có sự liên kết. Rồi từ đó ác mộng nó ra, sụp đổ gia đình ra, cãi vã nó ra, rồi thất bại nó ra, rồi bệnh đau nó ra, đủ thứ nó phát sinh từ cái chỗ này mà không biết. Trong Thi Thiên 106 câu số 8 anh chị em đọc sẽ thấy, vì ăn đồ cúng người chết nên ôn dịch phát ra và bệnh tật đầy trong dân chúng. Anh chị em đọc sẽ thấy. Rồi Ê-sai chương 30 câu 1 chép gì? Chúng ta đọc Ê-sai chương 30 câu 1 nha. Ê-sai chương 30 câu số 1. Lời Chúa chép như sau anh chị em. Đức Giê-hô-va phán: khốn thay cho con cái bội nghịch, lập mưu chẳng bởi ý ta, kết ước chẳng cậy thần ta, hầu cho tội thêm trên tội.
Chúa nói gì? Khốn thay. Khốn thay cho cái người kết ước mà không phải bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Đây là chỗ nãy tôi vừa nói mà dân Việt Nam chúng ta mắc rất là nhiều, rất là nhiều. Thậm chí ngày hôm nay còn có trào lưu sang cả Thái Lan để chuộc bùa về, sang cả Campuchia để đem bùa miên về nữa. Kinh khủng. Và anh em biết mỗi lần làm cái đó đều kết ước. Anh em phải kết ước với nó mới cho. Không kết ước nó không cho đâu. Có những người vì quá ham nổi tiếng, nổi danh, kết ước, gọi là bán linh hồn cho quỷ luôn. Tôi bán linh hồn, muốn dùng gì dùng, miễn cho ta nổi tiếng là được. Anh chị em để rồi coi, cuối đời thậm chí còn tệ hơn những con quỷ hiện đại nhất trên đời này. Kinh khủng. Bệnh đau, đói khổ, nghèo túng, tù tội, đủ kiểu nó sẽ phát sinh. Cho nên khi một người vì một lý do nào đó thiếu hiểu biết, kết ước với Satan, là chúng ta đang bước vào lãnh thổ của nó. Và nó có toàn quyền trên chúng ta. Toàn quyền. Hoàn toàn toàn. Cho nên anh chị em ạ, tôi nói những điều này để cho tất cả anh chị em ngồi đây cũng như trên mạng hãy kiểm tra đời sống mình trước khi mình tin Chúa. Mình vì sự thiếu hiểu biết, vì sự dại dột, mình có làm điều này ở trong những nơi mà Satan nó cai trị hay không? Mình có đến những cái nơi đó để mình hứa nguyện một cái gì đó không? Mình có đến những nơi đó để mình giao ước một cái gì đó với nó không? Thì hôm nay anh chị em phải xưng ra và gì ạ? Nhờ danh của Chúa bẻ gãy giao ước đó, để cho anh em bây giờ được tự do hoàn toàn. Chúa Giêsu đến để cho chúng ta được tự do và luôn luôn có cơ hội cho những người mà bị mắc phải một trong bốn những điều tôi vừa kể cho anh chị em. Luôn luôn. Chỉ có điều anh chị em phải thành khẩn đến trước mặt Chúa, xưng tội mình ra, bày những công việc của mình ra, và gì á? Dẹp bỏ nó đi. Dẹp bỏ nó đi. Và nhân danh Chúa Giêsu bẻ gãy nó. Anh chị em mình sẽ được tự do. Vậy đó anh chị em, buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ bốn điều này để cho anh chị em mình kiểm tra đời sống. Tôi nói là tất cả chúng ta cần sự giải cứu. Tại sao? Bởi vì đơn giản, tôi và bạn chị em không ai là không có quá khứ. Ai cũng có hết đó. Bất kể anh chị em sinh ra ở đâu, gia đình nào, đất nước nào, nói tiếng gì, màu da gì, anh chị em luôn có một quá khứ trước khi Chúa Giêsu bước vào tấm lòng anh chị em. Và chúng ta phải được giải cứu khỏi cái quá khứ tội lỗi sai lầm đó. Và có thể tội lỗi sai lầm đó nó nằm trong một trong bốn những điều tôi vừa kể cho anh chị em. Anh chị em hãy suy nghĩ đi trước khi chúng ta cầu nguyện, đúng không ạ? Tôi cho anh chị em một phút để mình suy nghĩ trước khi mình cầu nguyện. Và tôi tin rằng buổi trưa hôm nay Đức Chúa Trời sẽ giúp anh chị em, giúp anh chị em trên mạng cũng như giúp anh chị em đang có mặt ở nơi này để giải quyết vấn đề của mình. Bất kể ai đang ngồi đây là những người mà thấy đời sống của mình không có sự thăng tiến, thấy đời sống của mình không có sự thảnh thơi hài lòng, thấy đời sống của mình còn bị trói buộc bởi nhiều điều như bệnh tật, thất bại, nợ nần, xung đột, thấy đời sống của mình còn bị trói buộc bởi những ác mộng, những giấc ngủ không bình an, bởi những thói hư tật xấu như nghiện ngập, rồi là dâm dục ô uế, nguyện ma túy, nguyện thuốc lá, thuốc lào mà không bỏ được. Nó luôn cuốn mình đến những cái điều không hay, không đẹp, không tốt. Anh em ơi, những người đó phải suy nghĩ một cách nghiêm túc. Phải chăng anh chị em đã không tha thứ cho ai đó? Phải chăng anh chị em đang sợ hãi điều gì đó? Phải chăng anh em đã từng hoặc đang có những đời sống tình dục luôn tuột? Phải chăng anh em đã từng đến và nhờ cậy ma quỷ?
Hãy kiểm tra đi, kiểm tra đi, kiểm tra đi, trong danh Chúa Giêsu, hãy kiểm tra nó và bắt đầu cầu nguyện anh chị em nhé. Tôi mời tất cả thánh đồng đứng. Nào, hướng lòng về Chúa và kiểm tra. Đây là lúc mình xưng ra. Đây là lúc mà anh chị em nào đang cảm thấy cuộc đời của mình chưa hài lòng thì mình xưng ra. Đơn giản là mình xưng ra, kiểm tra và xưng ra. Tôi công bố danh Chúa Giêsu ở nơi này và mọi quyền lực phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Tôi công bố danh của vua muôn vua ở nơi đây, danh của đấng được sức dầu ở nơi đây, và mọi quyền lực, bất kể quyền lực nó là gì, phải thuận phục danh đó. Bắt buộc phải thuận phục, không có lựa chọn. Trong danh của Chúa Giêsu quyền năng, mọi quyền lực của Satan và ma quỷ, dù đó là xung đột cay đắng thù hận, dù đó là sợ hãi phiền muộn lo âu, dù đó là linh tình dục dâm dục ô uế, hay dù đó là tà thuật, dù đó là Satan ma quỷ và các sự lừa dối tôn giáo bùa chú giả mạo, đều thuận phục danh Chúa Giêsu giờ này. Tôi công bố sự sáng Chúa ở đây. Rồi, sự sức dầu Chúa đang ở đây. Khi anh chị em xưng nó ra, Chúa bắt đầu hành động. Khi anh em chỉ đơn giản xưng ra, anh em xưng ra nha, xưng ra miệng nha, đừng làm thinh. Anh em nào đang gặp rắc rối đó, xưng ra miệng và đừng làm thinh. Anh em cứ nói đơn giản, trong danh Giêsu, ta từ chối mày, hỡi linh của sự không tha thứ và hận thù, ví dụ vậy. Ta từ chối mày, ta quyết định tha thứ cho người này, người này, người này. Ta giải phóng linh hồn ta buổi sáng này. Anh em cứ nói như vậy. Hoặc là sợ hãi chẳng hạn, anh em xưng ra, ta từ chối mày linh sợ hãi, ta không chấp nhận mày tồn tại trong tâm hồn ta, trong lý trí ta, trong cảm xúc của ta. Ta từ chối cái tai nạn từ đó, ta từ chối cái sự bạo hành, ta tha thứ cho những người bạo hành ta, ta tha thứ cho những người lạm dụng tình dục ta, ta tha thứ cho tất cả những người đó. Ta được tự do hôm nay. Ta từ chối mày sự sợ hãi, ta từ chối mày linh sợ hãi. Nói ra, nói ra, nói ra. Hoặc là những linh tình dục loạn luân, những phim khiêu dâm, ta từ chối mày, ta bẻ gãy mày. Satan, ta không chấp nhận mày. Hãy ra, hãy ra, hãy ra. Ta từ chối mày những linh tà thuật bùa chú ta đã từng uống vào, ta đã từng thờ nguyện, ta đã từng kết ước, ta đã từng ăn phải, ta đã từng dính dấp với mày. Nhưng hôm nay ta bẻ gãy, hôm nay ta từ chối, hôm nay ta ngắt đứt, hôm nay ta không còn liên hệ gì với mày. Rời khỏi đời sống ta trong danh Giêsu. Anh em nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi, nói đi. Trong danh Chúa Giêsu, hỡi Satan hãy nghe đây. Hôm nay ta truyền lệnh cho mày, hôm nay ta phá hủy mày, hôm nay ta trói buộc mày, hôm nay ta ra lệnh rằng mày phải rời khỏi dân sự của Chúa, mày phải rời khỏi tất cả những người nào đang theo dõi hội thánh trên live stream nữa. Và ta ra lệnh cho mày, những linh xung đột, những linh hận thù, những linh có sự cay đắng, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Những linh không tha thứ, những linh oán hận, những linh của cái sự cay đắng, những linh của cái sự bất bình, những linh của sự đoán xét, đi ra. Ta ra lệnh mày đi ra, đi ra, đi ra. Come out. Rồi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta nói mày phải rồi, mày phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Hỡi tà linh sợ hãi kia, những tà linh phiền muộn kia, những tà linh lo lắng bất an kia, những tà linh đã bước vào đời sống họ qua nhiều biến cố trong cuộc đời kia, ta nói mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Những linh tình dục dâm dục ô uế kia, ta bảo mày rời đi. Những linh ngoại tình tà dâm phim khiêu dâm kia, ta ra lệnh cho mày rời. Ta công bố mày phải đi. Công bố mày phải đi. Công bố mày phải đi. Những linh ô uế nơi đền thờ kia, những linh kết ước giao ước với ma quỷ tà thuật bùa chú, tất cả những tà linh này đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Lửa thánh linh ở đây, lửa trong danh Chúa Giêsu, lửa năng quyền trong danh Chúa Giêsu, lửa năng quyền trong danh Chúa Giêsu. Ta ra lệnh cho mọi quyền lực tối tăm, mọi quyền lực tối tăm, mọi quyền lực tối tăm bị cột trói bởi các thiên sứ giờ này, tụi bay phải đứng yên và ra khỏi người ta, đi ra khỏi người ta, đứng yên và không được làm hại thân thể người ta. Ta ra lệnh cho tụi bay, ra lệnh cho tụi bay, ra lệnh cho tụi bay, xuất đi,
Shukni, 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 Shukni. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục, tiếp tục. Chính anh chị em sẽ xưng ra và cắt đứt mọi khế ước. Chính anh chị em xưng ra và cắt đứt mọi thứ nào đang đeo bám đến đời sống cũ của mình. Cắt đứt hết tất cả anh chị em, cắt đứt toàn bộ với quá khứ anh chị em, cắt đứt với toàn bộ những thế lực, những thế lực sa tăng trong đời sống của mình. Cắt đứt anh chị em, đừng làm thân, đừng làm thân, đừng làm thân. Nếu anh chị em thấy đời sống mình có vấn đề, đừng làm thân, hãy mở môi miệng mình ra, nhân danh Chúa Giêsu trừ khử nó, nhân danh Chúa Giêsu từ chối nó, nhân danh Chúa Giêsu xưng ra và tống cổ nó ra khỏi đời sống của mình bằng cách nói ra. Và ma quỷ phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Ma quỷ sẽ phải thuận phục danh Chúa Giêsu. Anh chị em cứ kêu danh Chúa Giêsu trên những vấn đề của mình, anh chị em sẽ được tự do hôm nay, anh chị em sẽ được giải phóng hôm nay trong danh Giêsu. Hỡi Satan, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi Satan và các quỷ sứ của mày, hỡi những linh bệnh tật ô uế kia, hỡi những oái linh kia, ta trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, trói buộc mày, và ta ra lệnh mày đi ra, ta ra lệnh mày xuất đi, ta ra lệnh mày xuất đi, ta ra lệnh mày rơi khỏi người ta giờ này, rơi khỏi những người trên live stream giờ này, rơi khỏi những người trên live stream giờ này, rơi khỏi những người đang kết nối với hội thánh giờ này. Hỡi các quỷ hãy rời đi, hỡi những quyền lực tối tăm hãy rời đi, hỡi những quyền lực tối tăm hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nữa đi anh chị em, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi. Sự sức giàu đang ở đây, 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 sự sức giàu đang ở đây. Thân của Đức Chúa Trời giải phóng anh chị em, thân của Đức Chúa Trời chạm anh chị em, thân của Đức Chúa Trời chạm anh chị em giờ đây trong danh Chúa Giêsu. Hỡi Satan, ta ra lệnh cho mày, những linh không tha thứ cay đắng giận hờn, hãy đi ra, đi ra, đi ra, đi ra. Những tà linh lo âu phiền muộn sợ hãi đi ra, những tà linh của tình dục dâm dục đi ra, những tà linh đó rời đi, những tà linh của tà thuật bùa chú lên đồng bối khoa đi ra, linh đồng cốt đi ra, những tà linh đang áp bức, đang hành hạ họ đi ra, những tà linh đang trói buộc tâm trí họ đi ra trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện đến cho em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Oh hallelujah, 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 hallelujah. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, tôi tuyên bố mọi quyền lực Satan phải thuận phục danh Chúa Giêsu giờ đây, phải thuận phục danh Chúa Giêsu giờ đây, và mọi quyền lực đó phải bị cột trói và rời đi giờ đây trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah. Tiếp tục, 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 tiếp tục. Anh chị em, tôi nhắc lại với anh chị em, tất cả những ai đang thấy đời sống mình mà vẫn còn bị trói buộc trong bệnh tật, trong đau đớn, trong thất bại, trong nan đề, trong xung đột, trong đổ vỡ của hôn nhân gia đình, trên những điều mà con cái không có thuận phục ý Chúa, hay là bất cứ điều gì, anh chị em hãy cầu nguyện bây giờ. Nói chung anh hãy kiểm tra lại đời sống của mình và cầu nguyện ngay bây giờ. Chúa Thánh Linh sẽ nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại cho chúng ta biết những quá khứ, nhắc lại cho chúng ta biết những điều ngày xưa, nhắc lại cho chúng ta biết những gì bị trói buộc trong đời sống của mình trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Tôi công bố thần giải cứu ở trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần giải cứu trên anh em giờ này, thần chữa lành trên anh em giờ này, thần chữa lành đụng chạm thân thể anh em giờ này, thần chữa lành giờ này, 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 chữa lành tâm hồn, chữa lành trái tim, chữa lành thân thể giờ này trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu.
trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, nữa đi anh em, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, nữa đi, tống cổ quyền lực Satan đi ra, tống cổ quyền lực Satan đi ra, tống cổ nó đi ra trong danh Chúa Giêsu, tống cổ nó đi ra trong danh Chúa Giêsu, quyền lên anh em, nữa đi anh em, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện nữa, nữa nữa, nữa nữa. Cố gắng để Chúa Thánh Linh nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại, nhắc lại những gì trong quá khứ, nhắc lại những gì trong quá khứ, nhắc lại những gì trong quá khứ, và ra lệnh cho nó đi. Anh chị em ơi, ra lệnh cho nó đi, ra lệnh cho nó đi, nhắc lại những điều trong quá khứ, ra lệnh cho nó đi, dỡ bỏ mọi giới hạn trên đời sống của mình trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Đi ra, đi ra, hỡi Oai Linh, 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 đi ra, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Nó đi, nó đi, nó đi, nó đi, nó đi, come out, rơi, 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 rơi. Linh tà thuật hãy đi ra, linh kết ước với Satan hãy đi ra, những linh nóng giận đi ra, những linh thù hận đi ra, những linh không tha thứ đi ra, những tà linh sợ hãi đi ra, lo lắng bệnh tật đi ra, lo lắng về tương lai đi ra, tà thuật đi ra, bùa ngải đi ra, quyền lực tối tăm đi ra. Trói mày Satan, 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 trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, nói đến cho em, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những anh chị em trên live stream hãy nghe, hãy xưng ra, xưng ra, hãy nhân danh Chúa Giêsu cắt đứt những gì ràng buộc anh chị em, cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Bất kể nó là gì, bất kể nó là sự hận thù cay đắng không tha thứ, hay là sự lo âu phiền muộn trong tâm trí, cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Hay đó là đời sống tình dục đang ảnh hưởng anh chị em, hay đó là những quá khứ của những tình dục luông tuồng đang ảnh hưởng anh chị em, hãy cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Hay đó là những kết ước với những con quỷ, hãy cắt đứt nó trong danh Chúa Giêsu. Và nhân danh Chúa, hãy đón nhận sự tự do cho mình, đón nhận sự tự do cho mình, đón nhận sự tự do cho mình. Tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. In Jesus mighty name. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Tôi công bố sự thanh tẩy ở trên tất cả anh chị em giờ này. Sự thanh tẩy bởi huyết Chúa Giêsu ở trên tất cả anh chị em giờ này. Sự thanh tẩy đã bắt đầu hành động. Hành động, 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 hành động. Anh chị em hãy nhớ, hãy nhớ là phải hoàn thành sự giải cứu của mình. Đừng làm nữa vời. Nếu có một con quỷ muốn xuất ra, nó ra bằng đường hơi thở, đường miệng, đường nôn ói hay bất cứ đường gì, nó ra bằng những cái điều gì đó, hoặc là chỉ là một cái đức tin ở trong lòng anh chị em biết rằng nó xuất ra khỏi mình, hãy mạnh dạn công bố rằng tôi đã được tự do. Hãy mạnh dạn nói rằng tôi biết tôi đã được tự do, tôi biết tôi đã được giải cứu, tôi biết mày Satan đã đi ra, mày Satan không có quyền tin ra. Hãy công bố điều đó anh chị em. Công bố, công bố, công bố, công bố, công bố, công bố. Tôi nói rằng hôm nay là ngày tự do, hôm nay là ngày giải cứu, hôm nay là ngày chữa lành, hôm nay là ngày mà dân sự của Ngài sẽ kết nối với Đấng Christ, sẽ là đầy tớ của Đấng Christ, con trai con gái của Đấng Christ. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Nào, 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 những anh chị em
những anh chị em mà thấy có những biểu hiện, có những biểu hiện rằng hôm nay mình được giải cứu á, hãy lặp lại lời cầu nguyện theo tôi nha. Kính lạy Đức Chúa Trời, ngày hôm nay con đứng trước sự hiện diện của Ngài. Con biết rằng Chúa Giêsu đến là để giải cứu đời sống con, phục hồi đời sống con, chữa lành đời sống con, và cho con một cuộc sống bình an, một cuộc sống đắc thắng. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Ngay bây giờ con lấy đức tin để từ chối toàn bộ những tà linh nào thuộc về sự hận thù, thuộc về sự cay đắng, thuộc về sự không tha thứ, thuộc về sự sợ hãi, thuộc về sự lâu, thuộc về sự phiền muộn, thuộc về sự tà dâm, thuộc về sự ô uế, thuộc về sự kết ước với ma quỷ, thuộc về bùa chú, tà thuật, đồng cốt, bói khoa, hay bất cứ sự kết ước nào mà con đã từng vô tình nói ra với ma quỷ. Ngày hôm nay nhân danh Chúa Giêsu, ta từ chối tụi bay, ta cắt đứt tụi bay, ta bẻ gãy tụi bay, ta loại bỏ tụi bay, bóc tách tụi bay. Nhân danh Chúa Giêsu, hãy rơi khỏi đời sống ta, rơi khỏi linh hồn ta, rơi khỏi thân thể ta, rơi khỏi tâm linh ta, rơi khỏi cuộc sống ta, rơi khỏi gia đình ta, rơi khỏi con cái ta, rơi khỏi chức vụ ta, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi, rơi đi. Trong danh Chúa Giêsu, ta được tự do, ta được tự do, tự do, tự do, tự do để yêu thương, tự do để yêu thương, tự do để bình an, tự do để, tự do để vui mừng, tự do để nhân từ, tự do để kiên nhẫn, tự do để khiêm nhường, tự do để có ơn của Chúa, tự do để phục vụ Chúa, tự do để thành công, tự do để được thịnh vượng, tự do để có gia đình êm ấm, tự do để nuôi dạy con cái, tự do để đọc lời Đức Chúa Trời, ta công bố sự tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Amen. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Bằng lời cầu nguyện đó, anh chị em đã bẻ gãy toàn bộ sự rủa xả nào mà Satan đã áp trên đời sống anh chị em. Nó không còn quyền gì trên anh chị em. Anh chị em được tự do. Hallelujah. Tất cả chúng ta giờ này hãy đưa đôi tay mình ra phía trước và nhắm mắt lại. Tôi tin rằng Đức Thánh Linh đang hướng dẫn chúng ta làm một điều để Ngài thăm viếng tấm lòng anh chị em. Tất cả hãy im lặng, hoàn toàn yên lặng và nhắm mắt mình lại. Anh chị em ơi, tất cả chúng ta đều cần sức mạnh bề trong để sống một đời sống cơ đốc trọn vẹn. Sức mạnh đó không đến từ chúng ta, không đến từ năng lực con người, mà đến từ Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là đấng mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trong lòng anh chị em. Hãy nhắm mắt lại và nghĩ về tâm hồn của mình. Hãy thấy rằng đấng đó đang ngự bên trong. Và bây giờ tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Những ai đang đưa cánh tay của mình ra phía trước là những người khiêm nhường và nói với Chúa rằng: con cần Chúa. Chúa, con cần Ngài. Yes. Tôi sẽ cầu nguyện ngay bây giờ nha. Cha ơi, hãy đến thăm viếng dân sự của Ngài. Hãy khiến cho Thánh Linh của Ngài trỗi dậy từ trong lòng của họ giờ này. Trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy nữa. Tuôn tràn những dòng sông bên trong,
tiếp nhận. Hãy tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận, tiếp nhận sự rời chạm của Đức Thánh Linh Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, tôi chúc phước cho anh chị em. Trong danh Chúa Giêsu, tôi xin Cha thăm viếng anh chị em giờ này. Bởi Thánh Linh của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài, bởi Thánh Linh của Ngài. Đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, đó đây, trang đây, trang đây, trang đây, nữa đi, trang đây. Mỗi một con cái Chúa hãy trang đây, trang đây, nữa trong danh Giêsu quyền năng, nữa trong danh Giêsu quyền năng, nữa trong danh Giêsu quyền năng. Mọi điều gì gây ách tắc trong đời sống anh chị em cho Thánh Linh của Đức Chúa Trời phải bị dẹp bỏ giờ này, dẹp bỏ giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng phải bị dẹp bỏ giờ này. Có thể đó là sự kiêu ngạo, phải bị dẹp bỏ giờ này. Có thể đó là tội lỗi, phải bị dẹp bỏ giờ này. Và tất cả con cái của Ngài hãy được đầy dậy Đức Thánh Linh. Tất cả những anh chị em đang xem qua màn hình, hãy được đầy dậy Đức Thánh Linh. Trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy, trỗi dậy, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận giờ này, đón nhận giờ này, đón nhận giờ này, đón nhận giờ này. Cảm ơn Ngài Lạy Chúa. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, con trao mọi vinh quang của Ngài. Hãy làm mạnh mẽ dân sự của Ngài. Hãy chữa lành dân sự của Ngài. Giải cứu dân sự của Ngài. Hãy ban bình an cho dân sự của Ngài. Thương tương linh, hãy hát bài Thần Linh. Chúa thành lòng rộng mở, Chúa con đến để chào đón Ngài, Chúa con đến để tôn thờ Ngài, Chúa con đến để mở lòng, rộng tâm lòng mình để đón nhận sự thăm viếng và rời chạm của Ngài. Hallelujah. Thật là Chúa thật. Anh chị em chúng ta đều biết Chúa rất yêu chúng ta và Ngài muốn chữa lành chúng ta. Có anh em nào trong hội trường này, chị em nào trong hội trường này mà vì sự đổ vỡ của hôn nhân mà hiện nay mình đang sống trong sự cay đắng buồn phiền? Chúa muốn chữa lành người đó hôm nay. Tôi đang vừa thấy Chúa nhắc điều này. Cho nên những anh chị em đó, anh em chị em đó, hãy bước lên phía trước. Chúa không muốn vì một sự đổ vỡ nào mà anh em lại tiếp tục sống trong sự đổ vỡ đó. Hãy tự do khỏi quá khứ của mình. Chúa luôn có những điều diệu kỳ dành cho anh chị em ở phía trước. Khi tôi suy ngẫm về điều này, Chúa nhắc trong lòng tôi rằng có những sự đổ vỡ hôn nhân ở đây và anh em vẫn đang tiếp tục đắng cay, phiền muộn, chán nản, rầu rĩ. Tôi không nói những người đã đổ vỡ hôn nhân mà đã tự do, không. Nhưng những ai đổ vỡ hôn nhân mà đắng cay, bước lên đây. Thần của Đức Chúa Trời giải phóng anh chị em giờ này khỏi điều đó. Bước lên, hãy lên đây. Yes, cảm ơn Ngài. Bước lên phía trước. Khi sự mặc khải nói ra thì Thánh Linh của Chúa sẽ hành động. Chúng ta đừng ngại ngục, đừng ngại ngùng. Anh chị em biết không, hôn nhân là do Chúa thiết lập, nhưng Satan đã tạo cớ để phá vỡ nó. Làm gì vậy? Để gieo đắng cay vào lòng, để gieo đắng cay vào lòng, khiến cho anh em sống những chuỗi ngày buồn khổ. Đó là điều mà chúng ta cần.
phải giải phóng. Nào, cảm ơn Ngài vì sự đáp ứng của anh chị em. Và tôi tin Chúa làm phép lạ cho anh chị em giờ này. Tất cả anh, các chị đứng đây, hãy nói một lời tha thứ, được không? Anh hãy tha thứ cho vợ của mình, và các chị hãy tha thứ cho chồng của mình. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, lỗi phải do ai không quan trọng, Chúa bảo mình tha thứ. Và sự tha thứ sẽ giải phóng chúng ta khỏi cuộc hôn nhân đổ vỡ này. Hãy cầu nguyện cùng tôi nha. Tôi biết thần Chúa đang làm việc ở đây, và tấm lòng và trái tim của các chị các anh phải được chữa lành. Nếu nó không được chữa lành thì đó là thảm họa và địa ngục trên đất này. Hãy cầu nguyện nào. Kính lạy Đức Chúa Trời, hôm nay con quyết định tha thứ cho chồng. Anh thì nói cho vợ, con không còn định tội họ nữa. Cuộc hôn nhân này dù có đổ vỡ, nhưng con vẫn vui mừng trong Ngài, vì Ngài ban cho con sự bình an của Ngài, sự chữa lành của Ngài. Niềm vui của con ở trong Ngài. Con quyết định tha thứ. Con quyết định quên đi. Con quyết định không đổ lỗi. Chúa ơi, hãy chữa lành con. Chữa lành con ngay bây giờ. Con tin rằng con sẽ được chữa lành hôm nay. Trái tim con sẽ được chữa lành hôm nay. Và con có thể yêu, con có thể tin, con có thể bình an, con có thể vui mừng như ngày xưa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. Thánh Linh đang ở đây và Ngài chữa lành các chị. Hãy yên lòng. Hãy được tự do. Tôi giải phóng cô khỏi những đắng cay trong hôn nhân, khỏi những đắng cay từ người chồng, khỏi những đắng cay từ những năm tháng đó. Hãy tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do, chị hãy tự do. Tôi tháo toàn bộ rễ đắng ra khỏi trái tim chị giờ này. Đi ra. Tôi tháo nó ra giờ này. Đi ra. Ra hết đi. Ra. Đi ra hoàn toàn. Ra. Ra hoàn toàn. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy quên đi những sự bạo hành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Quên đi. Quên đi. Con hãy quên đi. Quên. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tự do. Tự do. Tự do, không sao đâu. Cô ấy bình an, đừng lo. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ta gỡ vết thương lòng này ra khỏi cô gái này. Ta gỡ ra. Vết thương này phải được gỡ ra. Ta gỡ ra giờ này. Ta gỡ ra giờ này. Gỡ ra giờ này. Đi ra hết đi. Nọc nọc của mày hãy ra. Ra đi. Ra đi. Ra hết. Nọc độc của sự đổ vỡ này hãy đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng.
Chúa Giêsu quyền năng. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nói đây, có những sự tức giận ở bên trong lòng này, có những sự tức giận, rất tức giận bên trong tấm lòng này. Đi ra, đi ra, đi ra, đi ra hoàn toàn. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tự do đi cô gái, tự do đi, hãy tự do, tự do. Trong danh Chúa Giêsu quyền đó, tự do, tự do, tự do, tự do. Trong danh Chúa Giêsu, hãy lành đi, lành, lành. Trong danh Chúa Giêsu hãy lành. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền đó, ta cài lại Chúa. Tha thứ đi con. Con phải thật lòng tha thứ. Thật lòng tha thứ. Tha thứ. Tha thứ. Nở đi. Nở. Rễ đắng này đi ra. Rễ đắng này đi ra. Rễ đắng đi ra. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con tha ơn Ngài. Tha ơn Ngài. Tha ơn Ngài. Nở. Nữa, hãy tự do, tự do, tự do. Đúng rồi, anh hãy tha thứ. Ừ. Nhưng tôi cảm nhận rằng, tôi cảm thấy trong lòng rằng anh cũng có lỗi trong chuyện này, chứ không phải gia đình anh đổ vỡ vì vợ anh. Anh có lỗi. Anh ơi, đúng rồi, anh phải thay đổi lối sống của mình. Và đừng trách móc cô ấy được không anh? Đừng trách móc nha. Hãy tha thứ nè. Anh cầu nguyện đi. Chúa ơi, con quyết định tha thứ cho vợ con, tha thứ cho cô ấy. Con không nhớ đến cô ấy nữa. Con quên đi tất cả mọi đổ vỡ, mọi đắng cay, mọi phiền muộn. Và hôm nay Chúa Giêsu ơi, hãy chữa lành con, chữa lành con, chữa lành. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Tự do, tự do, tự do. Chị hãy tự do, tự do, tự do, tự do, tự do. Tôi công bố sự tự do, tự do. Tôi tháo nọc độc ra khỏi lòng cô. Tôi tháo nọc độc ra khỏi lòng cô. Tôi tháo nọc độc ra khỏi lòng cô. Hãy tự do. Đây là nguyên nhân của mọi tật bệnh trên thân thể của cô. Cô hãy quên những đau buồn đó đi và tìm niềm vui và sự bình an nơi Đức Chúa Trời của mình. Tiếp tục. Tiếp tục. Tôi hủy bỏ mọi điều trói buộc trong trái tim của cô. Cô hãy tự do. Tự do. Tôi tuyên bố sự tự do trong quyền năng của Chúa Giêsu. Nữa. 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 Trong danh Chúa Giêsu. Thoát ra. Thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này. Thoát ra. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền.
Con tạ ơn Ngài lạy Chúa. Tạ ơn Ngài. Con tạ ơn Ngài. Hãy tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tôi tuyên bố toàn bộ các chị anh đứng trên này được tự do. Tâm lòng được tự do và chữa lành. Chữa lành. Chữa lành. Chữa lành. Chữa lành. Cô được chữa lành. Cô được chữa lành buổi sáng hôm nay. Lòng cô được chữa lành hoàn toàn. Chữa lành hoàn toàn. Hoàn toàn được chữa lành. Hoàn toàn được chữa lành. Cô được chữa lành hoàn toàn. Tôi công bố cô được chữa lành hoàn toàn. Tôi rút mọi nọc độc ra khỏi cô giờ này. Mọi nọc độc trong trái tim cô tôi rút ra giờ này. Rút hết trong danh Chúa Giêsu quyền này. Mọi mũi tên kẻ thù gắm vào trái tim cô tôi rút ra giờ này. Tôi rút ra nó từng mũi tên một giờ này. Tôi rút ra và chữa lành trái tim cô giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bất kể lời nào cô nghe, bất kể hành động nào cô đã từng chịu đựng, hôm nay tôi hủy bỏ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tôi hủy bỏ nó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Và cô phải được chữa lành. Lành hoàn toàn. Lành hoàn toàn. Lành hoàn toàn. Lành hoàn toàn. Các anh em ở hội thánh có tin rằng họ đã được chữa lành không anh chị em? Hãy giơ tay hướng về họ. Chúc phước cho các chị, các anh em của mình. Chúc phước. Anh em hãy nói tôi chúc phước cho cuộc đời của các anh chị em đứng trên đây. Tôi chúc phước để họ luôn được phước trong bước đường tương lai của mình. Họ tìm thấy hạnh phúc và bình an trong bước đường tương lai của mình. Họ tìm thấy một Đức Chúa Trời quyền năng và đầy tình yêu trong bước đường của mình. Con chúc phước cho anh chị em giờ này. Tôi chúc phước cho anh chị em giờ này. Tôi chúc phước cho anh chị em giờ này. Cảm ơn Ngài. Và cả hội thánh cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Chị thấy nhẹ trong lòng không? Tạ ơn Ngài. Em thấy bình an không? Chị thấy bình an không? Cảm ơn Ngài. Em thấy đỡ không? Cảm ơn Ngài. Chị thấy tốt lên không? Chị thấy tốt không? Chị thấy ổn tốt không? Chị thấy nhẹ nhàng chưa? Nhẹ nhàng. Vỗ tay cho Chúa. Vỗ tay cho Chúa. Dạ, xin mời các chị vậy. Cô thấy tốt trong người chưa? Cảm ơn Ngài. Anh thấy được không anh? Cảm ơn Ngài. Hãy sống trong tình yêu của Ngài. Vâng. Chúa Giêsu chúng ta đến để rịt những vết thương lòng. Amen chứ em. Đó là sự thật 100%. Có những đổ vỡ trong cuộc đời không thể hàn gắn được bằng bất cứ phương pháp nào. Chỉ có quyền năng trong thần của Đức Chúa Trời mới rút được nọc độc đã ra khỏi trái tim chúng ta. Và điều đó được làm trong danh của Chúa Giêsu, còn Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Amen. Hội thánh phải là hội thánh giải cứu người ta. Hội thánh phải giúp đỡ người ta. Không ai tránh được những điều xấu trong cuộc sống này, nhưng Chúa Giêsu đến để bù đắp. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.